Trở lại với các thông tin trong nước, mới đây một nhà giáo là hiệu trưởng một trường tiểu học tại Hà Nội đã viết thư cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng sách giáo khoa tiếng Việt 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, không dạy chữ P độc lập. Và theo ông, điều này sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của con em trường đồng bào các dân tộc thiểu số. Tổng chủ biên sách giáo khoa tiếng Việt 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống thì khẳng định chữ P có mặt trong bảng chữ cái và đã được đưa vào nội dung bài học trong các sách giáo khoa. Việc tích hợp dạy chữ P và chữ F trong cùng bài học đã được áp dụng trong sách giáo khoa hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn. Hiện có một số bộ sách giáo khoa tiếng Việt 1 mới khác cũng dạy theo cách tương tự. Chúng tôi xin khẳng định bảng chữ cái trong bộ sách giáo khoa này có đầy đủ 29 chữ cái theo quy định. Học sinh được học chữ cái này ở trong rất nhiều bài học. Vấn đề là dạy âm P như thế nào. Qua cái loạt bài dạy vần có thể thấy rõ là sách giáo khoa tiếng Việt 1 có dạy âm P ở cả đầu và cuối âm tiết. Việc dạy âm đầu P, chúng tôi kế thừa cái cách dạy của sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là cái cách dạy hiệu quả và rất là quen thuộc với giáo viên lâu nay. Cụ thể là học sinh tập đọc âm P trước khi học âm F, rồi các em được luyện đọc âm đầu P trong một số cái bài sau đó. Chẳng hạn như khi học vần in, các em được luyện đọc và viết từ đèn pin. Các em được luyện đọc từ Sapa trong một số cái bài đọc ở cả tập 1 và tập 2.